các bạn hãy gắn tai phone và nghe tiếng súp TD Tai Chi Bát 50 từ 220/100 nó đánh như là uy lực mạnh mẽ sâu thẳm. Ui rồi. Vâng, vừa rồi các bác đã nghe tiếng súp. Tiếng súp cực kỳ là mãnh liệt, uy lực và mạnh mẽ. Đó là những gì mà đã trải nghiệm mà em đã giới thiệu các bác. Chào đón tất cả những bác là những người đam mê tiếng súp. Tiếng súp là một tiếng không thể thiếu được trong những bộ cấu hình âm thanh sức mạnh và mạnh mẽ. Tiếng súp là tiếng bass sâu. Nó giúp cho người nghe nhạc thể hiện được cảm xúc cũng như là cái nội dung của tâm hồn khi mà được nghe nhạc. Thì trước mắt các bác, anh Nguyễn đang có một dàn súp. Dàn súp này là súp đơn 50 bãi xịn đến từ thương hiệu TD ạ. TD cũng nhá. TD Tai Chi. Một dòng súp có khối lượng rất là nặng. Tổng trọng lượng cho một quả súp này nó đạt tới là 58 kg. Kích thước rộng của nó là 52. Sâu là 74 từ ngoài vào trong này, và cao là 71 cm. Tức là có một cái khối lượng tương đối nặng và thể tích lớn. Như vậy thì bắt đánh rất là sâu và uy lực. Dòng súp này rất phù hợp cho những bác đi làm sâu ở ngoài trời, đám cưới này, rồi là phòng hát chuyên nghiệp cũng như là gia đình nhà mình. Chơi một quả này là quá đủ lực rồi. Thì cái dòng này là được thiết kế là thùng gỗ cũng nhá, chắc chắn luôn. Nó quá dày, nó rất dày cũng nhá. Và cạnh hông này là hỗ trợ tay sách hình trái tim rất là đẹp. Hai lỗ thông khí phía trước và sử dụng một củ bát rất là to. Đấy, củ bát từ đen, từ 220 học 100 và 6 xương đúc nguyên khối to vật vã, giống như kiểu dòng JB ấy, B3 kiểu vậy mới đó. Đấy. Và trong hình dạng nguyên bản xuất sắc này, các bác nhìn có thể cái cổ bát này. Đấy. Có thể nói là xuất sắc. Xuất sắc luôn nhá này. Xuất sắc luôn. Zin 100%. Và trong này sử dụng là gân lụa tầm dầu 36. Màng sóng nó lại chịu được áp lực lớn, áp lực mạnh, không bị dè loa. Các bác nghe, cái mát rất là sắc sảo và sâu, thùng nó rất là dày và sâu các bác nhé. Thì giá cho một cái quả súp này là 5.500.000 đồng các bác nhé, bao ship cho các bác tặng một dây loa, một đôi là 11 triệu. Các bác có nhu cầu về lẻ thì sẽ cung cấp lẻ và cả đôi thì em sẽ bán cả đôi. Ví dụ các bác làm sự kiện thì cần 4 quả này đánh ngoài trời đủ với âm lực rồi, hoặc là nếu làm những show nhỏ bác dùng 2 quả, phòng hát có thể 2 quả hoặc 1 quả gia đình như vậy. Mọi thông tin mua sắm đặt hàng, các bạn liên hệ với em số điện thoại 0936 583 110. Bao xịn, bao chuẩn, bao hay cho bác. Các bác có nhu cầu gì vui lòng cọc trước em 500. Sau khi mình nhận được súp, bác test hàng kiểm tra đúng như những gì em giới thiệu, bác thanh toán nốt súp còn lại, không đúng trả hàng, em trả lại súp bác nhá. Bởi vì súp rất nặng, 58 kg, chưa nói là bọc ạ. Thì cái bọc xong nó phải tới tầm hơn 60 cân. Do vậy cái tiền vận chuyển nó rất là nặng bác nhá, rất là nhiều. Do vậy các bác có nhu cầu ủng hộ anh Nguyễn bằng cách đặt cọc trước, và khi nhận đặt hàng thì bác có quyền kiểm tra, test thử thoải mái, chuẩn chỉ thì bác thanh toán lốt cho tiền lại cho em. Và em mời bác nghe lại nhé, nghe lại chất âm của nó đây. Đấy, bác nghe tiếng bát của anh rất là sâu luôn. Và những con này đánh hay hơn B3 nhé, hơn B3 rất nhiều ấy. B3 bát 50 ấy, nghe thì bát của anh quá sâu, không có đuôi. Dùng hết nhà mà. Thì công suất của súp này nó đạt tới là 500W đến 1000W nhá. Đấy. Muốn đánh tốt thì bác phải dùng công đẩy có công suất 800W trở lên, đánh đi ra mới khai thác chuyển âm của súp này. Anh muốn chào bác nhá.